Em xin chào các bác, em ở bên Lương Âm Thanh thì bên em chuyên bán những cái thiết bị âm thanh karaoke. Bác là có nhu cầu thì liên lạc với bên em. Hôm nay thì em tiện một cái đơn hàng của anh Đoàn ở Ứng Hòa, Hà Nội. Thì anh ấy có đặt ở lấy ở bên em một cái đầu karaoke dòng cao cấp của hãng Vietka TV. Đây các bác nhé. Đây là đầu HD Pro của Vietka TV. Thì hiện giờ trên thị trường thì các bác là rất là thích hát karaoke, nhưng mà đa số các bác là hát trực tiếp ở mạng YouTube qua những cái tivi thông minh, hát online ở mạng YouTube. Đấy, thì khi mà hát ở mạng YouTube thì các bác ấy bị cái nhược điểm là khi mà hát karaoke để phụ thuộc phần lớn vào mạng, mạng nó phải ổn định. Cái nữa có thể là khi mà hát có thể là đang hát thì chuyển sang quảng cáo, hoặc bài hát ở trên mạng thì nó rất là tạp nham, cái chọn bài nó rất là phức tạp. Ấy, nhưng mà khi mà đặc biệt là khi mà các bác có những cái cuộc vui mà mời bạn bè đến hát, mà khi mà hát mạng ấy mà nó xảy ra những cái vấn đề đấy thì nó rất là bực mình. Ấy, nhưng mà khi mà các bác chuyển sang những cái dòng đầu chọn bài chuyên nghiệp của hãng Vietka TV thì cái việc hát karaoke nó rất là ok luôn, trôi chảy từ đầu đến cuối. Và đây là cái dòng cao cấp đứng thứ hai của hãng Vietka TV, đầu HD Pro. Và cái đầu này đang chạy ổ cứng 4T các bác nhé. Và các bác có thể là đầu này có thể là nâng cấp lên chạy ổ cứng 6T. Và cái cấu hình của cái đầu này là như nào? Thứ nhất là con đầu này thì chạy tích hợp sẵn ở bên trong cái ổ cứng là 4T, với trữ lượng bài hát là rất là phong phú luôn ạ, cực kỳ nhiều bài hát. Cái nữa là đầu này thì có chức năng là tự động động tải bài hát mới qua mạng. Các bác chỉ việc cắm dây mạng internet vào đầu và các bác sẽ làm một số thao tác, ví dụ như đây em sẽ ấn vào đây, và tất cả những cái bài hát mà có trên server của hãng ở trên mạng mà nhà cung cấp Vietka TV người ta upload trên cái kênh Vietka TV thì các bác chỉ việc vào mạng và vào server của hãng và mà download những cái bài hát đấy về. Đây các em vừa download một đống bài bài về nhé các bác nhé. Các bác sẽ nhìn thấy nó lẩy phần trăm rất là nhanh luôn ạ. 18% thì bao giờ được 100% thì bài hát đấy sẽ được tải hoàn toàn về máy, và các bác sẽ ấn lưu trữ vào trong ổ cứng, thì từ lần sau các bác chỉ việc cắm điện vào và bật đầu máy lên là các bác dùng. Thì cái đầu này thì rất nhiều những cái bác là mua hẳn cái bộ là cả đầu và cả màn hình cảm ứng như kiểu kia. Đấy, và cũng có rất là nhiều bác là chỉ chọn phương án là chỉ mua cái đầu không, và các bác sẽ chọn trên điều khiển từ xa. Và khi mà các bác mua những cái thiết bị này thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác là gồm có dây nguồn này, dây tiếng này, điều khiển từ xa đấy ạ, điều khiển từ xa, và một dây HDMI. Thì rất nhiều những cái bác là chọn cái phương án là sẽ mua cái đầu không và về chọn bằng điều khiển từ xa. Đấy, thì chủ yếu tất cả những cái chức năng chính nó sẽ nằm ở trên cái đầu, bài hát nó nằm trên cái đầu. Đấy, thì con này thì cái cấu hình của nó rất là cao, và có đường hình ảnh là đường hình ảnh HDMI, đưa hình ảnh lên TV thì nó rất là sắc nét và rất là rõ ràng. Cái nữa là con này nó rất hay là nó có đường tiếng cổng quang học các bác nhé, truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng, thì âm thanh của con này nó cực kỳ hay và nó không bị can nhiễu bởi những cái sóng sóng từ trường ở xung quanh môi trường, và tiếng của nó con nó rất là ok luôn ạ. Đấy, thì tiện đơn hàng này thì em test cho cái anh này và giới thiệu luôn cho các bác. Ở đây thì em vừa rồi em giới thiệu cho các bác là cách tải bài hát mới qua mạng. Và đây giao diện chính của chúng ta khi bật lên như này, các bác sẽ chọn bài ở trên phần này. Đấy, chọn trên màn hình cảm ứng như này và gõ cái tên bài hát ra và ấn vào cái bài hát mà các bác muốn 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 hát. Đấy, thì nó sẽ hiện ngay ở trên TV. Con này thì là dòng đầu đề cao và có rất nhiều những tính năng rất là hay, và hình ảnh âm thanh thì rất là ok. Đấy, thì tiện một đơn hàng này thì em giới thiệu cho các bác. Đấy là chọn bài ở trong ổ cứng nhé các bác nhé, và các bác có thể là cắm dây mạng vào và tải bài hát mới. Và khi cắm dây mạng và các bác muốn tải bài hát mới, các bác chỉ việc ấn vào phần hình cái đám mây này, và nó sẽ search ở trên mạng là có bao nhiêu những cái bài hát mà ở trong đầu máy chưa có mà hãng người ta cung cấp ấy, thì nó sẽ hiện lên đây, và các bác chỉ việc ấn vào bài hát này là nó sẽ đào cái bài hát đấy về, rất là tiện. Và các bác trong quá trình chọn bài hát thì các bác có thể chọn theo ca sĩ này, đấy, ấn vào phần hình ảnh có hình ảnh ca sĩ này, chọn theo thể loại này, đấy, và có rất nhiều những cái chức năng khác. Và phần chọn bài hát thì nó toàn bộ bằng tiếng Việt, thao tác nó rất là dễ. Và ngoài cái thiết bị này ra thì bên em còn rất nhiều những cái thiết bị mà đầu màn cung cấp cho hát karaoke. Đấy, bác là có nhu cầu thì liên lạc với bên em. Ở đây ví dụ như là cái màn trắng này các bác nhé, màn trắng chân gôn này rất là đẹp luôn ạ, đấy, màn cảm ứng màu trắng chân gôn. Đấy. Và ngoài những thiết bị này cho đầu màn chọn bài thì bên em còn rất nhiều những thiết bị mà phục vụ các bác về phần âm thanh karaoke. Bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em. Đây là tiện là một số những cái đơn hàng hôm nay các bác nhé. Đây là một số những cái đơn hàng hôm nay mà đóng đi gửi đi cho các bác đấy ạ. Đấy, đóng kiện thành công để gửi đi cho các bác. Và bên em còn rất nhiều những cái thiết bị khác để phục vụ các bác. Đây, ví dụ như vang lếch này, một cái dòng vang cơ đang đứng đầu thị trường, tiếng rất là hay.
đấy, lưng tiếng của Lake và rất nhiều những cái mic không dây khác nữa đấy. Và bên trong này thì đây ạ, em về vang Lake thì em nhập rất là nhiều các bác nhé, bán rất là chạy luôn ạ, vang Lake ạ. Và loa thì cũng có rất là nhiều và đẩy cũng rất là nhiều, bác nào có nhu cầu thì liên lạc bên em, giá thành thì rất là hợp lý cho các bác nhé các bác nhé. Và các bác theo dõi kênh của Lương Âm Thanh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em đấy, cảm ơn các bác. Xin chào các bác.